Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shoptool. Hôm nay 27 tháng 12 năm 2017, em vừa ra bưu điện lấy được một cái bộ đề quan. Đây, và nó đây. Đây, cái bộ đề quan này nó cái mã là DCK299D1T1. Bộ này hoàn toàn khác so với là những cái bộ vừa rồi mà Shop em nhập về. Đây, cái model này DCK299D1T1. Đây là một cái bộ combo và nó xét một cái vấn đề rất là đặc biệt. Thứ nhất là một cục pin 2A. Thứ hai là một cục pin 6A. Và ba là một cái sạc fast charge, là sạc nhanh. Và sạc này rất là xịn, đỉnh nhất của cái dòng sạc của Dewan. Bây giờ nó sạc được cục pin 60V 6A. Trong cái bộ này thì gồm có một cái máy bắt vít Dewan 20V, mã là DCF887, và một cái máy fan đề quan với cái mã là DCD996. Thì hình này thì nó cái cục pin mà 6A 60V nó gắn cho máy khoan, bởi vì nó suy nghĩ là một người sử dụng máy khoan chuyên nghiệp là cần một cái dung lượng cao, dung lượng tốt và lượng xả mạnh, thì nó xét cái là 60V. Còn cái máy bắt vít thì nó chỉ cần cái dung lượng pin là 2A thôi là đủ bắt vít rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau mở cái thùng. Bộ này thì đề quan nó xét là một cái túi vải. Bây giờ bạn qua. Ok, túi vải. Rồi, trong túi vải nha. Một cái catalog của đề quan. Một cái đế sạc đề quan. Đây là cái đế sạc fast charge, dòng cao cấp nhất của sạc đề quan. Rồi, thông số kỹ thuật DCB118, sạc 20V. Ly ông. Rồi đây là chủng loại 1, Thác Quanh. Đây là made in Thái Lan. Đây cái đế sạc này, đế sạc sản xuất tại Thái Lan. Có chứng nhận UL là đã được kiểm định tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Đế sạc này đang tiêu thụ ở thị trường Mỹ. Rồi một cái tay. Đây cục pin. Shop em order cái bộ này bởi vì cái cục pin của nó cực kỳ chất lượng. Pin này sản xuất năm 2017. Rồi, đợt trước thì mình có mua cái cục pin đó là 54V 6A. Nhưng cục pin này nó còn xịn hơn cục pin đó nữa, là đây nó maximum là 60V luôn. Và dung lượng là 6A. Rồi cục pin này, đây thông số DCB606 20V đến 60V AutoVol, chủng loại 1. Đây made in Korea, đây là pin sản xuất tại Hàn Quốc. Hoàn toàn không có sản xuất Trung Quốc. Rồi tiếp theo là một cái máy bắt vít rất là đẹp, mã nó là DCF887. Rồi cũng đã kiểm định tại thị trường Mỹ luôn, được tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Đây là thông số kỹ thuật. Máy này thì được sản xuất tại Mỹ, made in USA. Cái máy này có 3 cấp chạy đây, 1, 2, 3. 3 cấp độ bắt vít chậm, cấp 2 nhanh hơn chút, và cấp 3. Đây là dòng động cơ không chở than. Rồi, made in the USA. 3 đèn led rất sáng. Rồi sẽ mở cái thân dưới ra. Đây. Máy này được sản xuất tại năm 2017. Rồi dưới đây nó cũng ghi là made in USA luôn. Có mã DCF887. Rồi mình sẽ xem một cục pin. Đây là cục pin 20V. 20V 2A 40W, chủng tắp 2. Này made in Malaysia. Đúng ngoài Malaysia, hoàn toàn không có Trung Quốc. Rồi mã là DCB203. Thì tùy theo từng cái model combo thì nó sẽ set đề quan, nó sẽ set cho mình những cái bộ khác nhau, chứ không phải là dùng chung hết. Đây là cái máy khoan DCD996 cordless. Rồi thông số kỹ thuật rất là rõ ràng. Rồi có chứng nhận là được tiêu thụ tại thị trường Mỹ, US. Rồi chúng ta sẽ cùng coi là nó sản xuất ở đâu. Sản xuất năm 2017. Rồi made in USA. Rồi mọi thông số rất là rõ ràng. Thì đối với cái máy này là nó sử dụng cái pin này mà nó vẫn còn niêm phong luôn, nên mình bên shop em không có gỡ ra test, chỉ có gỡ cục 2A ra mà test thôi.
cục này á, cái cục 60V 6A rất có giá trị. Nó mà gỡ cục pin nó hơi bán lẻ thôi là hết 2 triệu mấy rồi. Rồi, đây cấp 1. Cấp 2. Cấp 3. Đầu auto lắp tự động. Rồi. Rồi, chế độ khoan búa. Chế độ khoan. Về chế độ bắt vít gồm có 11 cấp độ bắt vít. Rất là đã. Ok. Rồi video giới thiệu một bộ đề quan mới về, một bộ combo với cái mã là DCK299D1T1. Đây là cái bộ combo mà đề quan xét cho người sử dụng. Trong đó có gì thì mình đã giới thiệu xong hết rồi. Và bộ này shop tôi đang bán với giá là 10 triệu đồng một bộ, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại số 0129 39 78 258 hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, Phú Nhuận để được mua cái sản phẩm, trải nghiệm sản phẩm này và mua về. Giá là xin nhắc lại là 10 triệu chứ không cần phí vận chuyển. Bộ này có hai cái điều mình thích nhất, đó là một pin cực kỳ xịn 60V 6A và một cái đế sạc cực nhanh chuyên dùng cho nó. Và hai bộ này bộ cực kỳ xịn nhất của đều qua. Và cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.